bạc kìa. Cái này cắt hết luôn. Cần mọi anh cho quay cảnh em anh mọi người ngồi chụp cái này nha. Dẹt cái lá vô bây Thành. Chưa. Quay được chưa? 1 2 3. Ấy. Mặt cái sầu ghế đập gì đâu. Anh diễn gì là mới thua, là mua, không trả tiền. Sao vậy? Chứ vậy nó mua trả tiền thì bình thường. Rồi nó giật đó, giật anh 200 mấy triệu á. Cái gì vậy? Hà Tĩnh thì không có chứ mấy tỉnh khác có. Né liền. Tính sợ là không ra khỏi giường cái gì á. Rồi đi rồi ba ơi, nhé hoài. Thì tôi nghi đó. Cái gai gì mà nó cũng cắt ra. Trời. Giờ quay cái miên chùm này nè, hồi nó cắt nguyên chùm này mới đẹp nè. Mua cho anh 5 ngàn nước đá đi rồi. Nước đá gì ai bán 5 ngàn trời. Chùm đẹp ghê không? Trái. Thành đứng bển. Đây. Tao chia cho mày bển tao bên đây rồi, địa bàn rõ ràng rồi. Chùm này dài chưa nhanh? Thành xui. Mày chùm gớt nó coi, té rồi lại coi. Chùm gớt ghê, té lại rồi hả? Để ừ. Nhanh để em chắc cái trái sầu riêng đây cho ông chụp. Té gớt đồ lăn đồ xuống. Cái này ổn chưa nha? Ổn, coi cơm lại cái này. Quên. Chứ nữa là cao mà chút nữa là được luôn anh ngồi trời. Anh ơi. Lắc qua đây nè. Mới giặt hoài. Trời ơi trời nó đỏ. Con này em cho. Tôm gì mà nó cắt của người ta nè. Trời ơi trời. Tôm gì mà nó cắt nè. Chưa nói không? Trời ơi. Cơm gì mà nó cắt nè. Đó, vậy đó. Dạ dạ em trả lỗi cho anh ơi. Bên ta xin lỗi đàng hoàng rồi. Dạ dạ. Cơm gì nó cắt nè. Viện gắt đầu anh luôn nè. Rồi cái này Thành Thành con để lên cái chùm này cho chú Châu chụp đó hả? Chụp ơi. Mày mày. Không có nhờ gì được nghe nghe. Ai là giỏi nè. Cái xe khác lại đi. À. Đây không? Lên nè anh. Cơm gì mà nó cắt quên ta nè. Rồi Thành ơi. Lên đây nè. Trời trời chứ chán chán đầu không. Anh còn đứng dưới đây nghe nhanh. Rồi. Anh còn yêu đời có giờ một vợ hai ba đứa con. Nghĩ gì sao. Dạ. Trời trời mày sao thấy ngang chỗ anh Châu đứng hoài mày. Ngã tư nó coi xanh đỏ không. Không. Sao thấy chạy ngang không. Không có nào dừng lại cho gì. Giật mà. Anh đưa tắt live stream này về quay quay cho em một vài clip này đi nè. Trong để ra ngoài để chắc xung quanh qua lại đó hả? Đây hả nhanh? Hả? Chế banh dưới giòn được hả? Không đâu. Đó, sao đít đó. Luống
cải sang giờ thì cũng bị gõ ông nội ơi. Ờ, nhánh cua đó. Bẻ cua đó. Người ta đi thẳng là tới đó bẻ ừ. Cua ra phải chịu. Chứ bây giờ em mới thấy có cây nào mà lạ luôn như cây sầu riêng mà nó cây sầu riêng mà có mắt cua. Cái dừa thì nó có lưỡi mèo. Cái dừa lưỡi dừa chứ. Ở đâu khó dữ vậy nè trời. Hết hồn. Ê, Thái Lan nó làm bông sầu riêng bằng cách hun khói nghe. Chứ không xịt bắt lo như mình đâu. Thấy không? Phải, con coi trên mạng thấy ba. Trời ơi. Thấy chú mày cũng phải nói cái này nặng nghe anh Khương hay gì. Thấy không có báo gì chứ. Cây này da đẹp quá ha. Cây da đẹp nha. Trời ơi 5.000 đá nó bán nhiêu đó hả? Để chỉ làm cục thay đá rồi hồi nãy luôn kìa anh Tâm. Nhớ gì nó đâu có đụng liền đâu. Nhánh 10 triệu đó mày. Qua đây đứng đi. Lấy vô quay rồi con ơi. Còn thuốc không kia. Hết rồi con. Chứ này ý nó môi mình nè. Quá.
Úng cây này mà nãy giờ ngồi ăn cơm ở đó không ha? Em chả em thấy có chỗ nào đâu mát chỗ đó. Đúng rồi, chỗ này mát nhất rồi. Con qua bên đây đi ba ơi. Ba ơi, con đứng bên đây nè ơi. Sao trận đó là Tâm Tạng đuổi nó ra khỏi đoàn luôn. Nghỉ luôn. Ừ. Đó là